Alo, chào mừng quý đạo đã quay trở lại với The Fancy Dev Channel và chúc mừng các bạn đã quyết định đi theo mấy con đường mà gọi là vừa vừa gọi là sáng suốt, code vừa dễ vừa có thể đơn giản kiếm được lương ngàn đô. Thì trong những cái bạn mà đã theo dõi channel của mình đó thì có bạn đó là cái nickname của bạn là Hai Do Nguyên, Hai Do Nguyên. Thì mình không không có giấu, mình không biết là bạn đó là Hà Đỗ Nguyên hay là cái gì, hay là tên gì. Mình nói là cái bạn Hà Vô Nguyên. Thì cái vị đạo hữu đó là vị có gửi góp ý cho mình là làm một cái video hướng dẫn về cái việc là những cái biến mà nó cùng cùng loại với nhau thì mình có thể là viết tắt lại, hoặc là cái việc mà mình gom lại nhiều cái param với nhau á, thì giờ mình tạm làm một cái video giống như là không biết cái đó gọi kỹ thuật đó kêu là cái gì nữa, thì mình đặt đại cái tên là gọi là grouping cái param đi. Thì mấy cái này nó thì mấy bạn biết thì nó viết code nó tiện và nó cũng khá là hay, nên mình thì xin cũng cũng cảm ơn các bạn Hai Do Nguyên đó đã gửi cho mình và để mình có thể làm cái video ngày hôm nay. Thì bây giờ mình bắt đầu mình bằng cái những cái demo đơn giản và mình sẽ giải thích cái mình sẽ demo cái kỹ thuật đó là như thế nào cho mọi người cùng xem ha. Thì bây giờ mình sẽ demo cái function đơn giản là function sum. Thì mình có sum hai số là in 32 chẳng hạn vậy. In b in 32 luôn. Và mình return về chắc chắn là in 32. Đúng không? Thì mình return a cộng b. Thì cái này nó quá đơn giản rồi đúng không? Thì đây mình sẽ gọi cái hàm sum 1, 2 và result. Rồi, và mình bring cái result ra. Result. Rồi. Internet cái cho nó import cho mình ha. Rồi bây giờ mình go run main.go. Rồi result là 3 đúng. Rồi hợp lý. Vậy thì các bạn để ý trong cái hàm sum này nè. Trong hàm sum này nè. Đó, thì nó có cái biến A và biến B nó cùng cái kiểu dữ liệu với nhau. Thì ở đây mình có thể viết tắt. Ha, viết tắt lại. Viết tắt lại là mình A phẩy B và cùng là kiểu dữ liệu in 32 hết. Nghĩa là ở đây kiểu A kiểu B là đều cùng có kiểu dữ liệu là in 32 hết. Rồi ok. Rồi giờ mình run thì nó cũng ra kết quả là 3. Nghĩa là cái hàm này nó vẫn chạy đúng đúng không? Rồi, giờ có thêm một cái trò hay ho nữa mà nhờ bạn vẫn cảm ơn bạn Hai Do Nguyên ha. Là bạn gửi cho mình. Nghĩa là ví dụ bây giờ mình có cái hàm sum nhưng mà là sum multi. Nghĩa là mình sum nhiều số với nhau. A phẩy B phẩy C đều là in 32 hết. Đó, thì mình đây mình return là A cộng B cộng C. Đó. Mà đây là in 32. Thì cái hàm này nó không có gì sai hết. Nhưng mà ví dụ như cái nhu cầu của tôi là cái hàm sum nó tổng quát tới mức là tôi có thể bỏ vào nhiều số luôn. Nhiều số luôn chứ không riêng gì ba số. Ví dụ như cái hàm sum này mà sau này nói là tôi muốn là cộng 4 số, cộng 5 số, cộng 6 số là không lẽ tôi là ngồi tôi sửa hàm, tôi viết lại cái function này. Thì làm cách nào mà tôi có thể truyền vô cái số lượng ba ram nó gọi là nó không cố định. Có thể là tôi một cái hàm có thể là có tới n cái ba ram nó cùng kiểu với nhau thôi đó. Đó. Như vậy mới 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 hay nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái kỹ thuật đó, để mà làm việc đó đó. Thì nó sẽ là y
À, đúng không ta? Như sai, tôi sai bà rồi. Là y ba chấm. Rồi. Rồi, đó giờ là đúng rồi đó. Thì cái y ba chấm này các bạn, nó đây nè các bạn, khi mà bạn để vô nó là một cái slide. Đó, nó hiểu đây là một cái dạng slide. Ha, nó hiểu là một cái slide. Vậy thì mình sẽ xử lý nó giống như một cái slide thôi. Rồi. Yeah. Rồi mình for value răng y hàng vậy thì result đó bằng cái về và mình return cái result. Có nghĩa là mình đi duyệt qua hết cái slide này và mình lấy cái mình lấy tổng của tất cả nó, mình trả về cái result này. Đó, vậy thì cái hàm SUMMULTY này nó có gì hay nè ha. Các bạn để ý nha, bây giờ mình sẽ thử gọi cái result MULTY 2 chấm bằng, đó là bằng cái hàm SUMMULTY. Thì mình sẽ truyền vào 1 và 2 luôn. À, rồi mình sẽ lóc ra, lóc cái kết quả ra, báo đỏ đỏ hết hồn mấy không, tưởng nó tôi làm sai rồi chứ. Đó, tôi lóc cái result multi ra, tôi comment này lại đi, này không cần thiết nữa. Rồi bây giờ cái hàm sum multi của tôi là 1 với 2 nha. Rồi tôi chạy nè, đó cái result multi tôi nó ra là 3. Nhưng bây giờ tôi hay cái chỗ là giờ tôi thêm cái số 3 cho này nữa, cái hàm nó vẫn chạy được. Đó, nó vẫn chạy được. Ừ, ghê chưa? Rồi, không có lỗi là nó chạy được, nó xấu. Đó, cái chỗ hay cái chỗ này là cái dấu ba chấm này nè. Đó, nghĩa là nó hiểu ở đây là một cái slide. Còn ở trên này á, thì mình có thể truyền cho bao nhiêu ba RAM cũng được. Và thậm chí nè, tôi sẽ truyền không truyền ba RAM luôn. Không truyền ba RAM luôn. Có trường hợp này nè, nó sẽ ra là không. Nghĩa là cái dấu ba chấm này nó hay ở chỗ đó đó các bạn. Hả, truyền số bao nhiêu số vô cũng được, 4, 5, 7, rồi bạn sẽ truyền vô 10 gì đó, đó. Thích truyền bao nhiêu truyền ha, rồi nó sẽ tính sum cho các bạn bao nhiêu số cũng được đó. Vậy thì trong trường hợp mà tôi có một cái slide đó, cái slide gì đi, slide in 32 và tôi lấy cái này vô. Đó, vậy thì tôi bỏ cái chữ S vô đây. Tại vì lúc này các bạn thấy không, nó nói này là một cái slide in 32, này S cũng là một cái slide in 32 nhưng mà nó lại không chịu. Đó, nó không chịu. Vậy thì làm sao để đưa một cái slide vào đây, thì tôi sẽ để cái dấu ba chấm phía sau cái slide này. Nghĩa là cái dấu ba chấm này nó ý nghĩa là nó sẽ tách từng cái phần tử ra thành là 3, phải 4, phải 6, phải 7, phải 10 giống vậy nè. Nó tách từng phần tử ra để cho nó phù hợp với cái kiểu define cái kiểu này. Đó. Thì thay vì cái ông để 3 ông cho 10 thì ông define cái mấy ông define cái slide, sau đó mấy ông được cái slide đó đằng sau cái phía trước cái dấu ba chấm. Đó. Thì chạy, giờ mình chạy lại thử nha. Đấy thì nó cũng ra kết quả 30. Thì đó đó là một cái chiêu trò mà nói chung là cũng khá là hay. Mình đôi khi cũng sẽ có rất trong cái quá trình mà các bạn lập trình, nó chắc chắn là sẽ có chỗ ứng dụng được cái việc này. Và nếu mà các bạn biết được cái kỹ thuật này thì nó sẽ gọi là lợi thế hơn những người khác. Bạn người khác kiếm được 1.000 đô, bạn có kiếm được
1.020 đô hay là 1.050 đô gì đó kiểu vậy. Rồi đó, thì mong các bạn sẽ thành công trên con đường học vấn và kiếm tiền của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.